Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tối nay thứ năm ngày 14 tháng 7, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Mặc dù đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng ngư dân của Nghệ An vẫn kiên cường bám biển nhờ những con tàu công suất lớn đóng theo Nghị định số 67. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, ngành nông nghiệp và các địa phương đang tập trung triển khai đề án phát triển cây công nghiệp nhằm nâng cao giá trị, gia tăng và phát triển bền vững. Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc và Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn. Sôi nổi các hoạt động tình nguyện tại nhiều bản làng vùng cao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về tình hình công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Cùng dự có đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm 2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chú trọng xây dựng và phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và từng địa phương. Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các hoạt động ủng hộ hỗ trợ người nghèo tiếp tục được quan tâm. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp còn thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trọng tâm là tham gia thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời từng bước thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tăng cường tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh, kịp thời nắm bắt công tác tư tưởng, tâm tư, những bức xúc kiến nghị của nhân dân để kịp thời báo cáo tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy có phương án giải quyết hợp lý. Đồng thời củng cố phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, trong đó chú ý đến việc phát triển kinh tế hộ, nâng cao dân trí, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc theo hướng bền vững. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục chủ động giám sát và phản biện xã hội, tham gia tích cực trong việc xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và chú ý đến việc đổi mới tư duy trong công tác mặt trận, tập hợp tiếng nói của nhân sĩ trí thức để tăng thêm sức mạnh cho khối đoàn kết dân tộc trong thời gian tới. Đối với một số kiến nghị của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh liên quan đến công tác cán bộ, chế độ chính sách, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Tỉnh ủy sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động mặt trận. Tuy nhiên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng cần chú ý hơn đến việc thu hút cán bộ trẻ có bản lĩnh, năng lực và chuyên môn, bổ sung cho đội ngũ làm công tác mặt trận được tốt hơn. Sáng nay, Đoàn Công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức tọa đàm khoa học về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị từ năm 2006 đến năm 2016. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Thông, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi tọa đàm. Xác định đào tạo cán bộ là việc gốc của Đảng. Trong thời gian qua, Nghệ An luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó có công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Cùng với xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tỉnh đã quan tâm nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch đào tạo và sử dụng cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đa dạng hóa nội dung và chương trình đào tạo. Trong giai đoạn 2006-2010, mỗi năm tỉnh đã phối hợp học viện tổ chức khóa tập trung cho 20 đến 30 đồng chí. Giai đoạn 2011-2016, mỗi năm có từ 1 đến 2 lớp hệ không tập trung và cử 40 đến 50 đồng chí tham gia đào tạo hệ tập trung cao cấp chính trị. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham gia đã tập trung làm rõ những hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị. Đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo như cần bố trí khung chương trình hợp lý hơn, tăng kỹ năng và kiến thức thực tiễn, thông tin thể sự, góp phần định hướng thực tiễn, đổi mới phương pháp giảng dạy, hạn chế phương pháp thuyết trình truyền thống, đổi mới hình thức thi hết môn, tăng cường thi vấn đáp, trắc nghiệm, tăng cường đi thực tế theo nhóm chuyên ngành. Nội dung đề án tốt nghiệp khóa học của học viện cần đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi của đề án.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận cán bộ chuyên trách về công tác tại Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh đã công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh đối với các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Cao Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Hoàng Viết Đường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Sơn chúc mừng các đồng chí được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ban chuyên trách, đồng thời hy vọng các đồng chí sẽ tiếp tục học hỏi, phát huy năng lực trong hoạt động để có nhiều đóng góp cho Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thay mặt các đồng chí nhận công tác mới, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Viết Đường cảm ơn các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tín nhiệm bầu giữ các chức vụ tại Hội đồng Nhân dân tỉnh và hứa trên cương vị công tác mới sẽ phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả công tác. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, hôm nay dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Đức Đồng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết báo cáo. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Kết Đường. Các đại biểu nghe và cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ 31 tháng 12 năm 2015 trở về trước đang còn hiệu lực. Trong đó, giữ lại 90 nghị quyết để tiếp tục thi hành thống nhất trên địa bàn tỉnh. 40 nghị quyết hết hiệu lực thi hành toàn bộ, 9 nghị quyết hết hiệu lực thi hành một phần, cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 28 nghị quyết. Các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về mức phụ cấp cho cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ thay thế nghị quyết số 118 ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng Nhân dân và một số nội dung liên quan. Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với Sở Tư pháp và Ban Pháp chế đánh giá lại các nội dung, phân nhóm cụ thể nghị quyết về xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực hoặc cần sửa đổi, thay thế. Đối với các nghị quyết đang còn hiệu lực, phải có đánh giá thực tiễn về mức phụ cấp cho cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông, Ban Pháp chế đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với Sở Nội vụ, Sở Tài chính rà soát lại các quy định mức hưởng chế độ hỗ trợ trên cơ sở khối lượng công việc thực tế. Trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 tới đây. Chiều nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp tích cực ngay từ đầu năm, nên tai nạn giao thông 6 tháng trên địa bàn giảm trên cả 3 tiêu chí. Ý kiến các thành viên dự họp cũng đánh giá cao những đổi mới trong công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe, các giải pháp phân luồng, mở thêm lối rẽ tại các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc trong điều kiện số lượng xe cá nhân trên địa bàn tỉnh có sự gia tăng mạnh. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến vẫn bày tỏ băn khoăn vì tuy có giảm trên các tiêu chí nhưng vẫn xảy ra khá nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tình trạng xe chở quá khổ, quá tải vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Đề nghị ngành giao thông vận tải làm tốt hơn nữa công tác quản lý xe khách biển Lào, sớm xây dựng phương án đầu tư thực thi xử phạt bằng hệ thống camera giám sát trên các tuyến đường. Kết luận nội dung này, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải, có biện pháp giám sát chặt chẽ các lực lượng tuần tra, đề xuất bổ sung kinh phí khắc phục những tuyến đường xuống cấp, khắc phục những điểm đen, có văn bản yêu cầu các địa phương còn xảy ra nhiều vụ tai nạn, làm rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục. Chiều nay dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nghe và cho ý kiến về quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020 và quy hoạch phát triển cây ăn quả có múi tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Dự thảo quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020 đề ra mục tiêu: từ nay đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ chuyển 5.457 ha diện tích đất lúa sang trồng ngô, đậu tương, vừng, rau, hoa
các cây trồng khác và kết hợp nuôi trồng thủy sản. Còn với dự thảo quy hoạch phát triển cây ăn quả có múi tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 8.270 ha. Năm 2030 có 10.160 ha cây ăn quả có múi, sản lượng đạt 141.000 tấn. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Viết Hồng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉnh sửa lại một số nội dung trong quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Nghệ An giai đoạn từ 2015 đến 2020 như tên của đề án, xác định rõ diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, cập nhật mới các số liệu, bổ sung thêm một số giải pháp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong quá trình chuyển đổi, đánh giá hiệu quả sau chuyển đổi. Đối với đề án quy hoạch phát triển cây ăn quả có múi tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung quản lý quy hoạch, có định hướng trong quá trình triển khai đề án, cần gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo quản sau thu hoạch, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàn thiện các đề án để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới. Mặc dù đang phải đối mặt với nhiều khó khăn tại các ngư trường, nhưng ngư dân của Nghệ An vẫn kiên cường bám biển. Thời gian này, nhiều tàu công suất lớn vẫn được đóng mới để hạ thủy vươn khơi. Và cho đến thời điểm này, Nghệ An vẫn thuộc top đầu cả nước về giải ngân vốn vay đóng mới tàu thuyền theo Nghị định số 67 của Chính phủ. Hơn 20 năm đi biển, giấc mơ về những con tàu có công suất lớn để đánh bắt xa bờ luôn thường trực trong ngư dân Lê Bá Nam ở thị xã Hoàng Mai. Nghị định 67 ra đời, cùng với nhiều chính sách ưu đãi đã tạo động lực lớn để anh mạnh dạn vay 7,6 tỷ đồng, đóng tàu công suất trên 900 CV. Chỉ còn ít ngày nữa, tàu của anh sẽ hạ thủy, vươn khơi. Trong thời gian là coi như là đi làm, nhưng mà tàu từ công suất 420, đến lúc bây giờ là nó nhỏ quá, bé quá, không vươn được khơi. Thì bây giờ tôi là theo cái nghị định 67 để tôi đóng cái phương tiện con tàu đây. Thì cũng theo là coi như là từ đầu năm đến giờ, thế đến nay là cũng vừa đóng xong. Thế như là bây giờ là trong bờ là không có cá được như ngoài khơi. Thì bây giờ là cũng phải là vươn khơi, vươn xa. Nếu bây giờ mà tàu bé thì lại không chở được hàng hóa nhiều thì đến lúc là coi như là nó nhanh hết đồ thì là coi như là phải về nhanh. Để đáp ứng nhu cầu của ngư dân hoàn thành ước mơ sở hữu con tàu hiện đại công suất lớn, nhiều cơ sở đóng tàu tập trung nhân lực, vật lực, đầu tư khoa học kỹ thuật để hoàn thành các con tàu đạt chuẩn. Thậm chí, nhiều cơ sở còn hỗ trợ ngư dân nguồn vốn đối ứng cần thiết khi chủ tàu chưa kịp giải ngân vốn từ ngân hàng. Bên xưởng thì bên thời chúng tôi là đủ năng lực để đóng, một năm có thể được 11 đến 12 con tàu. Nhưng mà chỉ có nguồn vốn của không vay được nguồn vốn của ngân hàng thì có thể là không làm được. Bây giờ cũng mong muốn là các ngân hàng bên quỹ tín dụng thì sớm nhảy vào cuộc để cho chủ đầu tư được vay vốn để triển khai cho kịp mùa vụ. Tại huyện Quỳnh Lưu, trong 55 tàu được phê duyệt đóng mới theo Nghị định 67, thì có đến 9 tàu đã vươn khơi, mỗi tháng thu lãi từ 200 đến 700 triệu đồng. Đây là động lực để các chủ tàu hăng hái tham gia đăng ký đóng mới tàu công suất lớn. Chính quyền địa phương đang tập trung vào cuộc tháo gỡ khó khăn, các thủ tục cần thiết. Hiện nay thì huyện là tiếp tục là tuyên truyền và phân tích những cái lợi ích từ cái nghị định 67 do nhà nước ban hành. Và có những cái thông tin của các cái chủ dự án đã triển khai, thông tin cho các cái chủ dự án mà đang có những cái băn khoăn về thủ tục giấy tờ, về hiệu quả kinh tế và về cái tổng mức đầu tư của con tàu so với cái thông thường thì cũng cung cấp đầy đủ các thông tin. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã đóng mới 57 con tàu theo nghị định 67, trong đó có 36 tàu được ký hợp đồng vay vốn với số tiền trên 203 tỷ đồng, trong đó mới có 24 tàu được giải ngân vốn. Hàng chục chủ tàu đã đóng mới, hiện vẫn chưa được tiếp cận vốn vay theo như cam kết. Vì vậy, điều mà ngư dân mong muốn là các tổ chức tín dụng cần giải ngân vốn vay kịp thời, chính quyền các cấp cần vào cuộc quyết liệt giải quyết các thủ tục phát sinh một cách nhanh chóng, thông suốt. Sau những cuộc làm việc cả huyện với các ngân hàng cho thấy rằng là mọi cái sự vướng mắc trong quá trình làm thủ tục cho vay đến nay là giải tỏa. Với tư cách là cơ quan thường trực của chương trình số 7, chỉ có một tiếng nói đó là kêu gọi tất cả các hệ thống ngân hàng thương mại trên toàn tỉnh hãy đồng hành với người dân, mạnh dạn tự tin vào người dân
và vì biển đảo để chúng ta thực hiện hoàn thành cái chương trình sau này. Chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu thuyền công suất lớn đánh bắt xa bờ đã tạo bước đột phá trong quá trình hiện đại hóa đội tàu cá, tập trung phát triển ngành thủy sản của Nghệ An. Để có thêm những con tàu hiện đại tiếp sức cho ngư dân bám biển, bên cạnh việc kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thì các điều kiện về hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề biển cũng cần phải được quan tâm hơn. Thưa quý vị và các bạn, trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2020, định hướng của tỉnh là nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Các loại cây công nghiệp, cây có múi là những cây trồng được chú trọng ở các vùng có lợi thế, chủ yếu là ở các huyện miền Tây, Nghệ An. Trên cơ sở định hướng của tỉnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, ngành nông nghiệp và các địa phương đã tập trung triển khai đề án, tiếp tục thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt. Trong số các cây công nghiệp được huyện Quỳ Hợp chú trọng để phát triển và mở rộng, cam được xem là cây trồng mũi nhọn và có nhiều thế mạnh. Đây không chỉ là cây xóa đói giảm nghèo, giờ đây người dân đã xác định cam là cây làm giàu. Như tại xã Minh Hợp, vùng trọng điểm trồng cam của Quỳ Hợp, mỗi hecta cam cho các hộ doanh thu bình quân từ 500 đến 800 triệu đồng một năm. Ở xã Minh Hợp này thì tổng số diện tích cam hiện đang cho quả thì 1.200 hecta, còn có 200 hecta thì cam đang ăn thời kỳ kiến thiết cơ bản. Sau 1-2 năm tới thì sẽ mở rộng thêm khoảng vài 300 hecta nữa. Hiện nay, Quỳ Hợp đang có gần 1.950 hecta cây ăn quả có múi, phân bố chủ yếu tại vùng đất đỏ Ba Gian. Trong đó, diện tích cam khoảng 1.522 hecta, chiếm gần 80% diện tích cây ăn quả có múi. Xác định đây là cây trồng có thể nâng cao giá trị gia tăng, ngay đầu nhiệm kỳ, địa phương đã xây dựng hẳn một đề án phát triển vùng nguyên liệu cam Quỳ Hợp theo hướng sản xuất hàng hóa. Mục tiêu đến năm 2020, toàn huyện có 3.000 hecta cây ăn quả có múi, trong đó diện tích cam chiếm 2.410 hecta. Huyện xây dựng kế hoạch và để giao cho như vậy là các nông trường, cụ thể là nông công nghiệp 32, nông nghiệp Xuân Thành, xã Như Minh Hợp, xã Nghệ Xuân, xã Văn Lợi, xã Sơn để trở thành quy hoạch là cái vùng để trồng cam. Cái thứ hai là như vậy là chúng ta cũng tập trung vào vấn đề là chọn những cái giống cam phù hợp. Ví dụ như là trước đây thì nhiều giống nhưng bây giờ tập trung vào mấy giống thôi. Ví dụ cam Sở Đoài, cam Vân Du và gần đây thì có cam là Valencia. Để như vậy là nó nâng cao cái năng suất, hiệu quả và chất lượng. Kết hợp với cái việc đó nữa thì từng bước tiến tới đi Quỳ Hợp đang xây dựng cái thương hiệu là cam Quỳ Hợp. Còn với cây cao su, tỉnh đã xây dựng quy hoạch phát triển trong giai đoạn 2013-2020, sau đó được điều chỉnh bổ sung vào đầu năm 2014. Cây cao su sẽ được trồng tập trung tại 8 huyện miền Tây Nghệ An. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 23.500 hecta cao su. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cao su Nghệ An được quy hoạch gần 50% diện tích của toàn tỉnh. Đến nay, diện tích bàn giao thực tế là 5.400 hecta và công ty đã trồng được 4.300 hecta. Hiện nay đang còn khó khăn trong việc giao đất cho công ty cao su là do một số vấn đề vướng mắc trong cái việc là quy hoạch, đó là trồng lấn đất người dân. Thứ hai là một số quy hoạch đang còn nằm trong vùng đất đông nguồn, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt. Và kế hoạch thì cố gắng đến tháng 9 này thì rà soát xong cái kế hoạch và tiến hành giao đất cho công ty cao su theo đúng cái tiến độ của tỉnh giao. Có 3 cái giải pháp để giải quyết vấn đề cho công ty cao su Nghệ An. Thứ nhất là tiếp tục rà soát lại cái quy hoạch trên địa bàn Nghệ An, nếu có đất lâm nghiệp đủ điều kiện để bổ sung những cái quy hoạch thiếu cho cao su thì sẽ tiếp tục rà soát. Giải pháp thứ hai là sẽ có những cái chính sách cơ bản, một cái chủ trương cụ thể để rà soát cái đất lâm nghiệp thuộc rừng tự nhiên nghèo kiệt để bổ sung cái thủ tục cho người ta trồng. Và thứ ba là phải là bàn với cao su để tổ chức liên doanh liên kết với dân để trồng cao su ở những diện tích mà đủ điều kiện trồng cao su.
Cùng với phát triển diện tích cây công nghiệp, tỉnh và các nhà đầu tư sẽ phối hợp ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ cho người dân đưa các giống mới để nâng cao năng suất, chất lượng, nhất là tăng cường chế biến sâu để gia tăng giá trị hướng tới xuất khẩu. Mới đây, một số doanh nghiệp Nhật Bản đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Nghệ An trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ cây chè công nghiệp và một số cây trồng khác. Đây là hướng mở để nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần khai thác tiềm năng của các địa phương có thế mạnh về cây công nghiệp tại Nghệ An. Những nội dung chính tiếp theo. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc và Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn. Sôi nổi các hoạt động tình nguyện tại nhiều bản làng vùng cao. Chiều nay, hơn 100 đoàn viên thanh niên người Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Đoàn thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đã kính cẩn dâng lên người lãng hoa tươi thắm, những nén hương thơm bày tỏ thành kính, ngưỡng mộ, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc. Các đại biểu nguyện hứa tiếp tục rèn luyện, phấn đấu học tập, luôn hướng về quê hương cội nguồn, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Tiếp đó, đoàn thanh niên sinh viên Việt Nam tại nước ngoài đã đi tham quan quê nội, quê ngoại Bác Hồ, được nghe và tận mắt chứng kiến những kỷ vật gắn liền với tuổi thơ của Bác. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Trại hè Việt Nam 2016 với chủ đề Tuổi trẻ kiều bào với di sản văn hóa dân tộc, được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức từ ngày 10 đến 23 tháng 7 tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Minh Thông đã có buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc và Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cùng dự có đại diện một số sở ban ngành cấp tỉnh. Với diện tích 4 ha, quy mô 250 giường bệnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc có tổng mức đầu tư trên 198 tỷ đồng. Dự kiến sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho 700 đến 1.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Theo tiến độ, dự án phải được hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 tới. Tuy nhiên, một số gói thầu đến thời điểm này vẫn chưa được triển khai. Thiếu vốn bị cắt giảm gói thầu và năng lực của nhà thầu chính là những nguyên nhân khiến dự án này kéo dài đến 7 năm nay. Kết luận tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Minh Thông nhấn mạnh, một số khó khăn về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật khám chữa bệnh mà đơn vị đang gặp phải sẽ phần nào được khắc phục khi chuyển vào cơ sở mới. Vì vậy, yêu cầu bức thiết hiện nay là phải cân đối nguồn vốn để phân bổ cho các gói thầu đang triển khai. Hiện nguồn vốn cấp về cho dự án đã đạt 80%, vì vậy nhà thầu phải tập trung nhân lực để sớm hoàn thiện dự án. Chủ đầu tư cần siết chặt công tác quản lý đảm bảo cho công trình xây dựng đúng tiến độ. Làm việc với Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Minh Thông đã nghe báo cáo về tiến độ dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế giai đoạn 2. Với tổng mức đầu tư là 93,48 tỷ đồng, trung tâm có quy mô 80 giường bệnh. Theo dự kiến, vào tháng 9 năm nay, dự án phải bàn giao và đưa vào sử dụng. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, công trình mới chỉ thực hiện xong 5 gói thầu, đang thi công 7 gói và có 2 gói đang tạm dừng thi công. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Minh Thông lưu ý, Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Đàn cần phải điều chỉnh ngay những bất cập trong quá trình xây dựng trung tâm y tế huyện. Về những hạng mục do thời gian thi công dài, không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng thì phải điều chỉnh để khi đưa vào sử dụng, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Cùng với tiến độ dự án thì vấn đề chất lượng cần phải được nhà thầu quan tâm. Để chuẩn bị cho hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 9 diễn ra tại Nghệ An và Thanh Hóa, sáng nay đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi đấu và làm việc với Ban chỉ đạo hội khỏe phù đồng của tỉnh. Đoàn công tác đã đi kiểm tra tại sân vận động Vinh, địa điểm diễn ra lễ khai mạc hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 9 và các nhà thi đấu. Đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bổ sung đầy đủ các thiết bị dụng cụ thi đấu và xây dựng chương trình thi đấu chính thức 8 môn thi. Đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bổ sung đầy đủ các thiết bị dụng cụ thi đấu và xây dựng chương trình thi đấu chính thức 8 môn thi tại hội khỏe phù đồng. Nghệ An đã huy động 1.500 học sinh, sinh viên luyện tập cho lễ khai mạc, bế mạc và hơn 200 giáo viên tham gia tình nguyện viên phục vụ hội khỏe phù đồng.
đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao sự chuẩn bị và nỗ lực cố gắng của tỉnh Nghệ An, dù điều kiện địa phương còn khó khăn, kinh phí hạn hẹp. Đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo hồ khỏe phù đồng tỉnh phải tăng cường và đốc thúc các bộ phận liên quan để nhanh thực hiện các phần việc được giao. Trước ngày 25 tháng 7, mọi hạng mục đang tiến hành xây dựng sửa chữa phải hoàn thành, đáp ứng thi đấu, ăn ở và đi lại của khoảng 10.000 người đến từ 63 tỉnh thành trong cả nước. Và nhất là công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phục vụ trong thi đấu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vận động viên. Lễ khai mạc ngày 1 tháng 8 sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An truyền hình trực tiếp. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè xanh là hoạt động có ấn tượng sâu sắc với các bạn sinh viên. Khi những kỳ thi căng thẳng qua đi, thì các bạn trẻ năng động lại khoác lên mình chiếc áo màu xanh, bắt đầu hành trình tình nguyện đến với bà con vùng cao, đến với những vùng đất khó khăn cần sự giúp đỡ. Mùa hè năm nay thật đặc biệt với các em học sinh xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Nếu như trước đây, mùa hè, trẻ em nơi đây chỉ biết lên nương, làm rẫy, thì năm nay các em được tham gia những lớp học hè. Cánh cổng trường, những mùa hè trước thường được đóng kín, nhưng hè nay đã được mở để các tình nguyện viên tổ chức sinh hoạt hè cho các em. Ở nhà em cũng vui, nhưng em không vui bằng đến lớp. Em thích gặp các bạn, về gặp cô, gặp thầy. Chúng em đến đây dài thì học sinh rất là hào hứng, rất là thích đến trường. Học sinh đi học rất là sớm. Và ở đi học về thì học sinh là muốn ở lại với các cô luôn. Dưới cái nóng oi nồng 39-40 độ, những tình nguyện viên vẫn miệt mài trên những con đường khó đi nhất, những công trình cần thanh niên nhất. Vất vả và mệt nhọc là những cảm giác rất thật. Nhưng thật hơn là khí thế tưng bừng, tinh thần lạc quan, nhiệt thành, sẵn sàng cống hiến của các bạn trẻ mang trên mình màu áo xanh tình nguyện. Bà con ở Tương Dương thì bọn em điều đầu tiên thấy đó là cái sự vất vả và khó khăn của bà con ở đấy. Có rất nhiều điều mà chúng em cảm thấy rằng là ba con cần có một cái sự giúp đỡ, và đối với những cái người trẻ như em, như chúng em thì luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ, không chỉ các ba con ở những cái nơi mà chúng em đã tới, đáng tới và sẽ tới. Thực tế là vừa neo người lại vừa là cái điều kiện kinh tế là hạn hẹp, cho nên là riêng cái đội thành viên tình nguyện thì chủ yếu là giúp bằng cống, bằng sức lao động, cho nên là cải thiện được rất nhiều điều cho người dân. Thanh niên dạy học cho trẻ em vùng cao, thanh niên nạo vét kênh mương, làm đường giao thông nông thôn, thanh niên phổ cập tin học, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con địa phương. Những tình nguyện viên đến mang một luồng gió mới, đầy tươi trẻ cho vùng đất còn lắm khó khăn này. Được cống hiến, được trải nghiệm và đem tri thức đi xây đắp quê hương không chỉ là mong ước, khát vọng của riêng sinh viên tình nguyện nào, mà là của toàn chiến dịch, toàn đội mùa hè xanh Nghệ An. Hoạt động tình nguyện của năm 2016 với phương châm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đó là an toàn. Cái mà điều quan trọng chúng tôi khẳng định trong tất cả các hoạt động để chỉ đạo các cơ sở cán bộ đoàn cũng như các cái lực lượng thanh niên tình nguyện, từ khâu lựa chọn các bạn thanh niên tình nguyện tham gia hoạt động nơi vùng sâu vùng xa. Rồi cái nội dung thứ hai đó là thiết thực trên cơ sở các cái nhu cầu thì chúng tôi đưa vào các cái hoạt động để làm sao đó sau khi quá trình các bạn tổ chức các hoạt động tại địa phương thì được người dân đánh giá đó là những cái vấn đề hết sức là thiết thực đối với người dân tại địa phương đó. Và vấn đề thứ ba là cái hiệu quả đó là cái thời gian của các bạn, các đội thanh niên tình nguyện tham gia hoạt động trên địa bàn của từng đơn vị thì làm sao thời gian đảm bảo và tính hiệu quả cao. Không chỉ mang đến cho các em nhỏ vùng cao một mùa hè bổ ích, mùa hè xanh còn mang lại cho các bạn sinh viên tình nguyện những trải nghiệm, những bài học ý nghĩa. Bài học đoàn kết, biết lắng nghe chia sẻ, để mỗi chúng ta, nhất là những người trẻ, biết yêu thương nhiều hơn, nhiệt thành học tập, lao động, cống hiến, góp sức xây dựng quê hương. Tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website truyềnhhinhnghean.vn. Còn ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.
Dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm 14 ngày 15 tháng 7 năm 2016. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 70 đến 80%. Khu vực trung du và vùng núi, mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm từ 70 đến 75%. Khu vực thành phố Vinh, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm từ 73 đến 78%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Dự báo đêm 15 ngày 16 tháng 7 năm 2016, chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây có cường độ và vị trí ít thay đổi, nên ở Nghệ An mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3. Sau đây là dự báo thời tiết một số vùng trong cả nước.